Bộ Y tế vừa phê duyệt có điều kiện vắc-xin COVID-19 HayatVac cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là vắc thứ bảy được cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Đây là vắc dạng hỗn dịch tiêm được đóng gói hộp một lọ chứa một liều 0,5 ml và hộp một lọ chứa 2 liều, mỗi liều 0,5 ml. Mỗi liều 0,5 ml chứa 6,5 đơn vị kháng nguyên SARS-CoV-2 tế bào vero bất hoạt bộ y tế cho biết vaccine hay advax do trung quốc sản xuất bộ y tế yêu cầu công ty cổ phần y dược phẩm vime dimex phối hợp với việt nam thực hiện kiểm định các lô vaccine trước khi sử dụng bảo đảm an toàn hiệu quả chất lượng của lô vaccine nhập vào việt nam có trách nhiệm phối hợp với nhà sản xuất phản hồi kịp thời các yêu cầu của việt nam để bổ sung thêm dữ liệu hoặc các yêu cầu khác có liên quan đến vaccine hay advax khoa học công nghệ và đào tạo lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện đánh giá tính an toàn hiệu quả của vaccine trên cơ sở ý kiến tư vấn của hội đồng tư vấn sử dụng vaccine sinh phẩm y tế của bộ y tế trong quá trình sử dụng